Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một bông hoa cúc họa mi màu trắng nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng giấy A4 màu trắng, vàng và xanh. Dụng cụ gồm có kéo, thước, hộp keo băng dính hai mặt. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Mọi người cắt giúp mình hai tờ giấy với kích thước là 10x10. Sau đó mình sẽ gấp đôi lại. Mọi người gặp được một cái tam giác như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ cái cánh lên đây, vẽ một đường cung tròn. Đến giờ tới thứ hai, chúng mình mở ra. Tiếp theo mình sẽ sử dụng tờ giấy màu vàng để làm những hoa.
sử dụng một tờ giấy màu xanh để làm thân của bông hoa. Mình sẽ dùng hộp keo. Bây giờ sẽ hơi bừa nhẹ cái nhị hoa ra nhé, để cho nó có độ tự nhiên. Tiếp theo mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt quấn tròn. Mình sẽ cắt cái cánh này một chút để cho hoa có độ cong tự nhiên. Mình sẽ luồn hoa
sẽ cắt một chiếc lá dán vào. Như vậy là bông hoa cúc màu trắng của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.